Vô cặp này nhìn thần thái liền, quất vô một cái này mà vô chương 108 chắc chết. Trời ơi, còn gì nữa nói anh em. Đêm nay mình bắt đầu mình tiến hành mình rã con T-Max 560. Thì trước khi thả một con xe thì mình sẽ quay lại một cái clip tổng thể ốc từ dàn áo, dàn chân, nó có những cái gì thì mình sẽ mai mốt mình coi theo cái sơ đồ đó, coi theo cái clip mình sẽ ráp lại cho nó chuẩn. Khi mà các bạn làm một dòng xe, mấy bạn nhìn vô ốc mấy bạn sẽ biết là con ốc là ốc nào. Khỏi bạn làm rất nhiều dòng xe thì không thể nào mà các bạn nhớ hết được là cái thứ nhất. Mấy bạn chỉ biết là phỏng đoán là ốc có gờ hoặc là không, ốc không có gờ nó sẽ nằm vô cái vị trí đó, là nhìn nó được là ok thôi, chứ không thể nào mà giống zin 100%. Còn ví dụ các bạn làm một dòng xe như CBR650 hoặc là mấy bạn làm chuyên về BMW, nhìn là nó sẽ biết là con ốc đó nằm ở đâu liền. Còn khi mà các bạn làm rất nhiều dòng xe, các bạn không thể nào mà nhớ hết được. Đối với những trường hợp những xe có thể là người ta đi ốc đồ chơi, thấy không? Nó sẽ không giống zin. Bắt buộc mấy bạn phải quay clip lại. Không ai mà có trí nhớ mà siêu đẳng được. Giống như mấy ốc ở trong đây, bắt buộc phải nhớ hết. Quay clip lại các bạn nhìn theo cái clip các bạn sẽ ráp lại hết từ A đến Z. Rồi, vô, uống thôi. Sau một tiếng vật vả thì mình cũng đã tháo hoàn thiện xong cái con T-Max 560 anh em. Con này nó xài ngàm với lại xài ốc âm rất nhiều. Mấy anh em nào mà không có cẩn thận là rất là dễ bị gãy bát.
rất chua nha. Cái con này tháo chua gấp đôi cái con ít mắt 300. Giờ bắt đầu mình sẽ set up lại cái dàn thắng trước thắng sau. Dàn áo thì sơn tem, mâm thì sơn màu khác, rửa ráy trong ngoài đồ hết. Con này thì xe mới đi được khoảng tầm 1000 mấy cây thôi, mọi thứ đều ok, chủ yếu là rửa bụi thôi nè. Lọc gió thì còn tươi xanh luôn, gấp chưa một vết xước. Thì đối với những cái con xe này tháo thì trước khi tháo dít thì không nói rồi, như mấy con ốc cốp bánh trước sau đó, mình tháo thì mình chim bao lông vô một cái cho đỡ bị thẹo. Cùm côn cùm thắng là mình sẽ thay khác luôn. Này đang đi cùm côn cùm thắng diêm, thay lại cái đòn. Hiện tại là xe này chủ trước là người ta đi cái đòn độ rồi, giờ mình thay lại cái đòn diêm cho chủ xe. Tháo cái bô ra, mai mốt tương lai ảnh sẽ lên cái bô của Akabovic. Này đi con heo, cặp heo em CB4RS mấy bạn. Vô cặp này nhìn thần thái liền, quất vô một cái này mà vô chương 108 chắc chết. Trời ơi, còn gì nữa nói anh em, quá chuẩn luôn. Đây, con này thì dự kiến là thứ năm là mình sẽ giao cho lại cho chủ xe, là bao gồm lên heo thắng trước sau, bấm lại full dàn dây dầu, cùm côn cùm thắng ABS đồ bấm lại full hết, bỏ nguyên dàn dây dầu zin ra cũng khá là bộn tiền á. Con này thì dọn trong kinh phí loanh quanh nó khoảng tầm 80 triệu quay đầu, là bao gồm có sơn hết full dàn áo, sơn lại dàn mâm màu khác, dàn áo thì là sơn tem cái mẫu giống như bên Thái Lan của chủ xe gửi, rồi heo thì sẽ heo G4RS, cặp tay thắng là Real Speed hoặc là cặp tay thắng của thằng Rambo hoặc Sakota, heo sau là heo 2 bit đối xứng, cặp kính hậu nữa, kính hậu kính gió này, đầu lồng nữa nè, nhìn to vật vã luôn. Xe ở trong ốc tán, xe này chưa mở gì anh em, quên còn tháo này nữa. Anot về màu đen cho chủ xe, mấy cái đồ đầu trên xe màu vàng là xe anot là về màu đen hết. Đối với những cái xe mà mình tháo lần đầu tiên á, chịu khó trước khi tháo ra mình phải quay phim lại, chụp hình lại con ốc nào màu gì nó nằm ở đâu, để mai mốt mình ráp vô thì cho nó đúng theo cái ba rem luôn. Rồi như ví dụ cái cục canh nè, như những cái xe mà cục canh mà dạng như hai bên đều nhau á thì mình không cần phải làm dấu rồi. Còn ví dụ hai bên cục canh nó một bên ngắn một bên dài á, thì chịu khó cái lúc mà mình tháo ra chọn cái cốt qua, thải cục canh lại vô bên nào qua bên đó, để khi mai mốt mà mình ráp vô á, mình coi theo đó là mình xiết luôn cho nó chắc cú. Nhiều khi cục canh nó chênh nhau nó khoảng tầm 4-5 ly thôi, mình khó nhìn bằng mắt thường được á, bắt đầu mình gắn vô cái nó bị cứng dẻ, bắt đầu hãy tháo ra nữa. Gặp mấy con xe lớn này mỗi lần tháo ra gắn vô nó hơi chua, nên là mấy anh em lưu ý ha, cứ chịu khó xíu tháo ra rồi gái vô lại, ốc nào nằm đâu nhìn mốt nhìn. Còn trừ khi nào mấy anh em phải tháo ra chiếc thứ ba rồi mấy bạn mới rành biết nhớ được, chứ còn chiếc đầu tiên thì hiu lắm. Con này bản thân ở Việt Nam rất ít. Con này bản thân Việt Nam đã rất ít rồi, mà để mà tháo ra mà làm lại full giống vậy á, nó còn hiếm hơn nữa. Đa phần là người ta chỉ có gắn mấy đồ linh tinh ở ngoài thôi, chứ người ta không có tháo ra mà ta làm full giống vậy đâu. Nên là những cái thứ mà mình làm dấu để cho nó kỹ càng hơn, nó đỡ bị lộn, nó cần thiết lắm anh em. Rồi, mấy bạn nào mà có nhu cầu dọn xe ăn Tết thì cứ alo mình ha. Rồi, số điện thoại mình là 0903 678 98, gặp bên Tiken. Bye bye, chào tạm biệt.